Bé trước nhà mình sinh xong rốn rụng rất là lâu, thường hay bị chảy nước vàng, tắm rửa rất là khó khăn, nhìn rất là thương. Thì được tư vấn từ các bác sĩ, mình đã quyết định sử dụng cái dịch vụ này cho bé tại bệnh viện. Mình cảm thấy rất là hài lòng về dịch vụ này và chắc chắn trong tương lai mình sẽ giới thiệu dịch vụ này đến cho các mẹ khác nữa.